Ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với clip những tình huống giao thông mà chúng ta hay gặp khi lưu thông trên đường. Tình huống đầu tiên. Vậy có một chiếc xe tải đậu sửa đường trên cao tốc. Cái khu vực đậu này là cái lối rẽ vào trạm dừng chân. Thông minh. Biển số là 29C. Thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Rất là thiếu ý thức. Chúng ta cùng nhau đến với tình huống này. Các bạn hãy chú ý vào chiếc xe tải và chiếc xe bán tải. Cả hai đang trình diễn mèo quần chuột trên cao tốc. Ôi trời ơi, công chuyện này. Ông bán tải cũng không phải sàn vừa rồi. Bố mày nhờn với mày đấy à? Gây cấn như phim Mỹ thật sự. Mày không hết rồi. Tao con trai. Mà việc vẫn chưa kết thúc đâu. Chúng ta cùng nhau xem chậm lại tình huống này. Ôi trời ơi. Đấy. Ra là mày. Rồi lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì gây ảnh hưởng cho những phương tiện khác đang lưu thông trên đường. Đúng, hợp lý. Rồi chúng ta theo dõi tiếp sự việc nha. Đấy. Rất là hồi hộp các bạn. Cả hai đang chơi trò chơi mèo quần chuột. Đúng. Và đang đóng phim cho mọi người xem. Và diễn viên ở đây là xe bán tải và chiếc xe tải. Ảo thật đấy. Đây. Đó, cả hai đang vần qua vần lại. Lạng qua lạng lại trên đường cao tốc. Đúng. Đỉnh cao giống như là một bộ phim Hollywood. Thì rồi tới công chuyện rồi. Vậy là chiếc xe tải và chiếc xe bán tải cuối cùng cũng đã dừng lại. Rồi. Mày xong rồi. Đúng, hợp lý. Tiếp theo ơi. Chiếc xe của cửa nào mà không gặp người ta mà chỉ có chiếc xe thôi ấy. Ơi. Ảo quá trời. Rất chi là hài hước. Tình huống giao thông tiếp theo. Ôi. Rồi, không biết là bác xe tải chạy thế nào mà thấy cá lóc đầy đường rồi. Chuyến này khổ rồi bác xe tải ơi. Quá trời cá lóc các bạn. Ôi, thấy tội cho bác xe tải quá. Tình huống tiếp theo. Một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường và đã bật đèn tín hiệu sang rẽ trái. Ôi, thì bất ngờ phía sau có một chiếc xe máy chạy đến. Còn đây là một tình huống giao thông rất là hay hước. Một chiếc xe ba gác chở rất là nhiều vỏ xe, chở nhiều đến mức đầu xe nó bị nhổng lên luôn. Rồi chúng ta lại tiếp tục đến với tình huống tiếp theo. Sau đây. Ôi trời ơi. Chạy ẩu quá. Mờ phạt. Rất may không có va chạm xảy ra. Ôi. Tình huống tiếp theo. Ôi. Nữ ninja đang chở những cái gì vậy? Ô là trời. Ý, xe ba gác gọi bằng cũ, xe tải gọi bằng ăn con. Ơi. Kinh vậy. Chị gái chở khủng khiếp quá các bạn ạ. Rồi, tình huống kế tiếp là chiếc xe máy cẩu đang cố gắng giúp chiếc xe gắn máy lên dốc. Rồi, chúng ta cùng nhau hồi hộp chờ đợi xem coi chiếc xe cẩu có cứu được chiếc xe gắn máy hay là không. Vì mình thấy là clip này rất là ý nghĩa nên mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Ôi, vậy là cuối cùng chiếc xe cẩu đã giúp chiếc xe máy lên được trên bờ. Đáng lẽ ra là nam tài xế xe máy phải bắt tay xe cẩu một cái thì clip nó sẽ ý nghĩa hơn, đúng không các bạn? Đúng. Ấy, vậy nó mới hợp lý chứ. Tiếp theo, tình huống này ơi. Không biết đứa này chạy làm sao mà rớt một phần của chiếc xe xuống cái ruộng của người ta luôn. Ảo thật đấy. Rồi tình huống này sẽ ra sao đây? Chúng ta cùng nhau theo dõi tình huống này. Vậy là có một chiếc máy xúc lúa sang đường mà không quan sát. Đấy. Lần sau qua đường phải thận trọng hơn. Ui. Một chiếc máy xúc lúa các bạn ạ.
chúng ta cùng nhau đến với tình huống giao thông tiếp theo. Ui, các bạn chú ý nha. Đó, nè, đây. Cái gì vậy bà nội? Rồi, dừng lại. Trời đất ơi, tự nhiên cái tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Ôi, hồi hộp quá. Các bạn nghĩ ai đúng ai sai trong tình huống này? Ý chà trời. Rồi, tình huống giao thông này không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Trời ơi, muốn qua đường là qua. Tôi có tìm cái mấy khứa này luôn á trời. Ôi, qua đường kiểu không còn yêu ba má nữa hay sao á. Đúng. Rồi, tiếp theo. Rồi là đang vượt đèo. Các bạn nên chú ý vào chiếc ô tô tải phía trước nha. Ui, để xem coi chuyện gì sẽ xảy ra. Ui, quẹo cua này. Nè, tới cái cua này nè. Nè, tới cái cua này mất lái nè. Đây, rồi đây, thấy chưa? Oh no. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với tình huống giao thông kế tiếp nha. Ui. Ôi trời ơi, đi đường cái kiểu gì đó hả? Cái gì vậy bà nội? Oh no. Trời ơi. Ui, làm thốt tim các bác trai. Đúng. Tiếp theo. Đây, xe đang bon chạy ở trên đường. Đấy, và chúng ta cùng nhau theo dõi nha. Các bạn hãy chú ý vào chiếc xe gắn rồi, máy này. Thấy công chuyện này. Đây, chiếc xe gắn máy này. Rồi. Thấy chưa? Đã cái kết qua đường mà qua ẩu thì nhận cái kết không được đẹp. Rồi, còn đây là tình huống kế tiếp. Ui. Oh no. Ông xe tải đã chở đồ nặng rồi mà còn chạy nhanh với tốc độ cao thì xảy ra qua chạm như thế là đúng thôi. Còn hai thứ này không biết là xảy ra mâu thuẫn cự cãi gì với nhau mà hai ông này đứng đã cả tiếng đồng hồ rồi các bạn. Clip này nó dài lắm nhưng mà tại mình cắt ngắn lại đây. Mình chắc chắn với các bạn một điều là tài xế trên xe ô tô chưa chắc là chạy thuê, nhưng mà tài xế trên chiếc xe Ben, trên chiếc xe ô tô tải chắc chắn là người chạy thuê. Đúng. Ôi, đúng, nếu mà cứ ăn thua với nhau kiểu này thì sẽ mất một ngày làm của chiếc ô tô tải. Đúng. Rồi, rồi tình huống kế tiếp. Thế xem. Rồi. Rồi, nữ ninja kìa. Kìa, nữ ninja kìa. Ôi. Cái gì vậy bà nội? Lại bà chị luôn. Thốt tiền với bà chị thì chứ. Ra đường phải chú ý quan sát xung quanh các bạn ạ. Chúng ta đừng có mà nhanh một phút mà hối hận cả đời. Còn đây là ở trên cao tốc mà tôi không biết là phải ở trên cao tốc hay là đang ở tại một cái khu vực chăn cù nào nữa các bạn. Vì ở trên cao tốc mà cù thản nhiên đi qua đường. Ê, như đang ở trong một cái khu vực đồng bằng gì đấy. Ê, rất là nhiều cù. Khó hiểu thật sự. Ôi, mình nghe nói hình như là cái sự việc này xảy ra ở Lâm Đồng. Ôi, để cường mà đi lang thang đi bộ trên cao tốc như thế này thì thấy là không có ổn cho lắm rồi các bạn. Không biết là khứa nào nuôi cường mà để như vậy không biết. Rồi, tiếp theo. Đây. Một pha đánh lái của tài xế xe Ben. Mời đẹp. Ngỡ như là chỉ có trong phim thôi các bạn. Một pha đánh lái rất là điêu luyện. Đấy, đỉnh ghê chưa? Đỉnh thật sự luôn. Quá đỉnh. Rồi. Chị gái mấy mơ lấy đồ thì cái chiếc xe khách của mình nó chạy mất tiêu. Ôi, rất chi là hài hước. Rồi, tiếp theo. Cái đường ngoài này rất là rộng mà tôi không hiểu tại sao ông tài xế này lại chọn cách là chạy sát với lời. Đấy, khó hiểu thật sự luôn các bạn. Đường rất là rộng thênh thang luôn. Rồi, tiếp theo tình huống này. Một pha xử lý thoát tim của nam tài xế trên xe cố gắng camera hành trình. Lách sang phải thì có một anh trai và lách sang trái thì lại có thêm một chị gái. Ô là trời. Oh no. Rồi, lúc này mới mất cười nè, chuẩn bị mất cười này. Đây.
chiếc xe đã cắt cánh và nó bắt đầu di chuyển rồi. Thì chị gái lúc này phải mệt nhòi chạy theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi phần tin tức trên kênh của Tin Nông Phước. Nhớ ấn vào biểu tượng đăng ký kênh, nhấn chuông để ủng hộ mình nha.